hai trái nhỏ chỉ ở mình từ đấy chém lại quay trở lại vạc lớn chữ tàu mình cái quên mất là chuạc nhờ mình lấy tận hai hồn vũ khí nhưng mà mình lại tính theo tính nhiều chơi của mình mình chỉ lấy một hồn vũ khí thôi vì các bạn đều biết rằng và chủ hạc của mình cũng vừa hỏi là bạn ấy cũng biết là khi mà raf lâng lên đến tầng lục môn thì nó không cũng không có sự đột phá đáng kể về mặt sát thương về phòng thủ và các hiệu ứng khác không có sẽ thổi vào đáng kể so với trạng thái là tứ môn Ờ à, nhưng mà chủ mà biết thế mình cũng biết thế nhưng mà vẫn là người lục bồn các bạn ạ à. mình thì mình nói thật là mình hiểu ý nhiều hơn là hiểu câu chữ bạn ấy có nhắn là lấy hai hồn vũ khí nhưng mà mình không để ý rất yeah, xin lỗi ông mà đấy chữ tàu nhá thành ra giờ mình vào mình tiếp tục vào lại ạc lấy thêm một hồn vũ khí nữa các bạn ạ à. ờ, và mình cũng đã thống nhất cách thức để lấy hồn vũ khí ạc để sao cho hoàn hảo với cái event tiêu kim cương thật sự nếu như vòng này mà chỉ lấy một hồn vũ khí không thôi thì nói thật là cái event tiêu kim cương sẽ hơi phí ờ, nguyên do là các mốc gần cuối của nó mới là mốc ngon nhất đặc biệt là mốc 37k là mốc ngon nhất trong tất cả các mốc Ngoài lượng kim cương hồi lại rất lớn lên tới 2.500 rưỡi nó còn cho 15 mảnh hồn vũ khí nữa. 15 mảnh hồn vũ khí này thì giá trị của nó tương đương rơi vào hơn 1.000 kim cương. Nghĩa là tổng cái mốc này nó cho đây khoảng 4.000 kim cương thôi các bạn ạ. Còn các mốc khác thì các bạn thấy nó không đáng kể mấy đúng không? Nên thành ra mốc này mẹ là mốc ngon. À, giờ thì mình sẽ lấy luôn hơn một hồn vũ khí nữa. À, hạc thì có nhắn với mình 85 mảnh là đủ các bạn ạ. 85 mảnh thôi. À, hạc thì có nhắn với mình là lý do lý giải bạn ấy biết rằng không có sự thay đổi lớn về ra đó nhưng mà thứ nhất là bạn ấy rất yêu thích team Ikari Và đặc biệt là thằng Rabetto này Nên thành ra là muốn nâng nó lên cái tầng cao nhất Thật sự là như vậy các bạn ạ à, Chơi game thì đôi khi không phải cứ top đấu trường là người ta thích thú Mà lâng được một võ sĩ lâng đến tầng cao nhất mà ít người lâng được Mà nó lại là một võ sĩ tủ của mình Một võ sĩ mà mình cực kỳ yêu thích Thì nó thật sự đã là một cái trải nghiệm vô cùng hiếm hoi Thích thú rồi Chứ không phải cứ có những trận chiến thắng trong đấu trường là, là hay các bạn thắng có thể thắng được top 20, có thể thắng được top 1x chứ họ hay hỏi có thắng được top 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 1 không? Đúng không? Nên nói thật với các bạn, cái mà mình vẫn chia sẻ với các bạn đó là chơi để mà lấy được top ấy thì nó chỉ ở mức độ top nào thôi chứ cũng đừng có kỳ vọng hy vọng quá là lúc nào cũng phải là chiến thắng trong đấu trường. Mà cái chính là các bạn phải chơi được một cái võ sĩ mà các bạn có niềm tin, có đam mê, yêu thích nó và nâng nó lên cái tầng cao nhất là tầng lục bôn thì mình cho rằng đấy là một cái là một cái chơi mới là một cái hưởng thụ thích thú chứ tốt thì nói thật với các bạn nó là có theo từng thời kỳ chứ chưa chắc nếu mà không nâng lục bôn rap chắc gì đã lên được tốt đúng không nhanh cho nó vuông còn mình tin tưởng rằng chắc chắn đây là một con lục bôn rap battle hiếm hoi của cả cái xe vừa sáu lẫn cả cái giới quyền vương chín tám này đấy Uh... tuy nhiên thì mình vẫn phải để ý với các bạn cũng như lưu ý với các bạn nhé cũng không mà cũng không phải bị vui chơi mà quên nhiệm vụ uh, chúng ta vẫn phải phải để ý tới vòng quay mèo hiện nay hạc này nếu như mà tiêu full even này thì sẽ hơi bị phân vân trong vấn đề mèo đấy để chú ý là mình sẽ vào mình thử trách lại một tí kim cương trong túi đồ xem có đủ không cho có nhà với mình đã tính toán tương đối sát rồi là kim cương thì vẫn sẽ đủ của em mèo vì trong túi đồ còn một ít kim cương nữa em mới mình cũng chưa check kỹ lắm lúc ấy mình check thì như mới có khoảng năm hay sáu cái dương kim cương to gì đấy. đấy và giờ vào xem xem lại các bạn nhé Đây, mình sẽ lấy 85 mảnh thôi vì even uh, tiêu kim cương nó sẽ trả lại một lượng mảnh tương đối lớn à, 15 mảnh đúng không nhỉ đúng rồi đấy 15 mảnh các bạn ạ nó không được ngon bằng even lấy hồn vũ khí Uh, không được ngon bằng even lấy hồn vũ khí trong quay trứng lần một nguyên do thì mình nghĩ là nó đã trả lại một lượng kim cương rất là lớn rồi thành ra các vật phẩm của nó sẽ giới hạn nó bớt ngon đi Đấy. vì even này thực ra là tiêu kim cương nhận lại kim cương là chính Đấy. ok ôi full 47 mốc full mốc 47 k luôn các bạn ạ Vãi thật hồn vũ khí bây giờ chát thật đấy các bạn ạ rồi mình sẽ lắp thêm một vũ khí nữa các bạn ạ nhá đấy, anh nha tổng cộng là có tới tận hai hồn vũ khí và gọi là đủ điều kiện để lâng bán môn à lâng lục môn cho ra rồi chỉ chờ nó update ra là lên lục môn thôi rồi thật là ghê gớm luôn các bạn đây có lẽ là hàng duy nhất đấy 60 có tới hai hồn vũ khí của raf và trong tương lai hàng này thì sẽ theo hướng là hướng Ikri các bạn ạ Mình nghĩ là sẽ thay tung đi Vì có rap rồi thì không cần tung nữa Thay tung bằng vị trí của Của cái gì nhỉ Clark Còn này... Iori thay bằng vị trí của Mizuchi Thành hành team gọi là team Ikari các bạn nhé rồi rất là ổn đấy các bạn team Ikari là team đánh nhanh đấy lắc sức sát thương lượt đầu nó còn kinh khủng khiếp hơn cả thằng Shion ấy. đấy, Rồi mình cùng kiểm tra túi đô một tí xem có đủ lượng kim cương không. 32 kim cương là tổng số kim cương sau khi có 33k à đây, 33k này, gọi là 34k đi này. Đấy bây giờ 32.500 mà. 34k kim cương. Trong này không biết còn túi nào không À 34k Cộng uh, 9872 9981 Gọi là 8k đi 40k kim cương Ừ đủ quay mèo Nhưng sẽ không chơi thể even hồ được lòng nữa Đấy, Không thể chơi even hồn được lòng nữa Nếu như mà lại nâng cấp thêm Nếu bỏ con khí vừa rồi Thì các bạn tiết được kiệm là khoảng 20k kim cương Chính xác 10, khoảng 10, 16 17k kim cương thôi Thì đấy nó là vừa đủ cái lượng kim cương để quay hồ được lòng Đó là sự đánh đổi đúng không các bạn Đấy, Như vậy Agrai sẽ không thể chơi hồn được lòng được thôi các bạn mình đánh đổi nhá chùa cũng đã tính kỹ rồi nên mình cũng chỉ hỏi qua loa một chút thôi chứ mình không có khuyên sâu vì thật sự mỗi người chơi người ta đều có cái toan tính rồi mình chỉ cần biết là hỏi bạn đã tính kỹ chưa thôi tính kỹ rồi là ok Đấy, còn đâu mình cũng không có cái áp đặt gì cả hoàn toàn là các anh em mỗi người sẽ có một định hướng riêng đúng không đấy. rồi hy vọng đấy các bạn uh, uh, sẽ luôn luôn giữ vững niềm tin cũng như là cảm thấy thú vị với ạc à của chính mình và đôi khi là vui trong niềm vui của cả người khác nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.